năm 2017, khi lần đầu xuất hiện ở sân bay Nội Bài, ông Park Hang-seo mặc một chiếc áo vest màu xanh da trời, màu của những niềm hy vọng. Nhưng kỳ thực vào lúc đó, không nhiều người hâm mộ dám đặt hy vọng vào ông. Bởi ngay thời gian đó, nền bóng đá Việt Nam vừa trải qua thất bại tơi tả tại SEA Games 29. Kỳ SEA Games mà ai cũng cho rằng, bây giờ mà không có vàng thì không biết bao giờ mới có. Đã vậy, sau thất bại tại SEA Games 29, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng ra đi, thì Park Hang-seo lại không phải là cái tên thay thế được chính liên đoàn chú ý. Thoạt tiên, người ta chọn một huấn luyện viên danh tiếng người Nhật và đã thực hiện những phương thảo đầu tiên. Phương án B là một huấn luyện viên người châu Âu. Khi phương án thầy Nhật bất thành thì phương án thầy Âu tưởng chừng đã được đóng chốt. Nhưng rồi ông bầu, phó chủ tịch tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức bất ngờ đọc được hồ sơ của một huấn luyện viên được giới thiệu từng là trợ lý của huấn luyện viên danh tiếng Gus Hiddink tại World Cup 2002. Đã cùng với huấn luyện viên người Hà Lan đưa đội tuyển Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup thì đích thị phải là một người giỏi. Mà người giỏi thì lại hiếm, khi nộp hồ sơ xin việc mình phải chủ động tìm người ta. Bầu Đức nghĩ như vậy. Với tính cách quyết liệt và quyết đoán của mình, ông lại quyết định đánh một ván bài mạo hiểm như không biết bao lần đã mạo hiểm trước đây. Công bằng mà nói, trong việc mạo hiểm chọn thầy ở cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn đội tuyển quốc gia trước đây, có không ít lần Bầu Đức phải trả giá rất đắt. Nhưng may cho ông, không phải lần này. Khi ông Park chưa đến Việt Nam, báo giới, người hâm mộ phân vân rất nhiều về biệt danh Ngài Ngủ Gật mà truyền thông Hàn Quốc đã đặt cho ông Park, để nhắc về một trận đấu mà nghe đâu một phóng viên ảnh Hàn Quốc đã chụp được cảnh ông Park đang nhắm mắt. Đến khi vị huấn luyện viên này chính thức đặt chân đến Việt Nam, từ hình thức cho đến phong thái đều toát lên một vẻ hiền lành đúng nghĩa, thì người ta lại lo lắng liệu ông thầy lành lành như thế này có cầm quân đánh trận hiệu quả được không. Không ai ngờ sau cái vẻ lành lành ấy là một bầu máu nóng sục sôi, một nhà cầm quân đầy toan tính và khát vọng. Sau trận đấu đầu tiên chính thức cầm quân tại đội tuyển Việt Nam, ông giúp đội cầm hòa Afghanistan trên sân nhà Mỹ Đình để chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Ông Park Hang-seo đã nhảy lên ăn mừng, ôm chầm lấy các đồng nghiệp của mình như cứ thể vừa bước qua một trận chung kết, chứ không phải một trận đấu vòng loại. Đến giải giao hữu quốc tế Cúp M150 tại Thái Lan, hai lần cầu thủ Việt Nam xuất tung lưới người Thái, thắng 2-1 là hai lần thầy Park nhảy khỏi cabin huấn luyện, vung nắm đấm lên trời một cách đầy quyết liệt. Những hình ảnh như thế sẽ toan những suy nghĩ về ông thầy hiền lành, nhạt nhòa cá tính như những gì người ta lo ngại trước đó. Đến vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, giải đấu đã đưa tên tuổi của Park Hang-seo vào lòng người hâm mộ Việt Nam, thì tất cả đều thấy rằng cứ sau mỗi một bàn thắng, ông Park đều ăn mừng hệt như cái cách một lò lửa đang bị nổ tung. Phong thái ăn mừng đó có nhiều nét tương đồng với cựu huấn luyện viên Henrik Kalisto, người đã đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Và với những phong thái đầy lửa như thế, cảm giác như những tuyển thủ Việt Nam
cũng lỡ hơn rất nhiều. Nhưng đấy mới chỉ là những biểu hiện bên ngoài, quan trọng nhất là từ sâu thẳm bên trong con người mình. Những huấn luyện viên như Park, Callisto luôn có một ngọn lửa quyết tâm to lớn. Vì ngọn lửa bên trong ấy nên Callisto mới thuyết phục được các cầu thủ Việt Nam phải tin vào những điều mà trước đó họ không dám tin. Minh Phương! Tôi còn gì ngon ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Sự thăng hoa tuyệt vời, đỉnh cao bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á tại giải đấu năm nay. Hy vọng là như vậy, niềm vui rất lớn từ trên các khán đài. Một niềm tự hào rất lớn. Ông từng nói với các học trò, khi tấn công Ai Cập, Napoleon đã bảo với các binh lính của mình rằng họ đang đứng trước cả ngàn năm văn minh. Còn với chúng ta, khi đứng trước đối phương, chúng ta có hàng chục triệu người hâm mộ phía sau. Nhờ điều đó, chúng ta luôn luôn có thể mạnh hơn, phi thường hơn so với chính bản thân mình. Cũng vì ngọn lửa đó mà trước thêm vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, khi mà VFF thậm chí không dám đặt ra bất kỳ chỉ tiêu nào, thì ông Park lại nói chắc như đinh đóng cột: chúng ta phải nỗ lực hết mình và chúng ta sẽ làm được một điều gì đó. Rốt cuộc thì điều gì đó cũng đã xảy ra. Những chàng trai tuổi 20 dưới tài điều binh khiển tướng của thầy Park đã thắng Australia, thắng Iraq, thắng Qatar để rồi lọt vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua trước một Uzbekistan quá vượt trội trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chơi. Tuy nhiên, điều gì đó không chỉ được xác lập bởi một ngọn lửa lớn bên trong. Nếu nói đến lửa, thì cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội U23 Việt Nam dưới thời chuyên gia thổi lửa Nguyễn Hữu Thắng cũng đã là một đội tuyển hừng hực khí thế. Nhưng rồi thời điểm đó, tuyển Việt Nam vẫn để thua Indonesia ở bán kết AFF 2016, còn U23 thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2017. Sự khác biệt của những huấn luyện viên như Park, như Callisto còn nằm ở chỗ, bên cạnh lửa, họ còn là những ông thầy rất tỉnh và quái trong những toan tính của mình. Khi lần đầu ngồi vào ghế VIP xem Việt Nam đại thắng Campuchia 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2019, Park Hang-seo nhận xét rất thật. Mặc dù thắng nhưng chúng ta lại để đối thủ đưa bóng vào khu vực nguy hiểm khá dễ, cần phải khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn. Và để có thể đạt được cái mục tiêu khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn hơn, ông Park xoay quanh sơ đồ 3 trung vệ, 5 hậu vệ, tạo thành một hệ thống vận hành 5-4-1 mới mẻ đầy hiệu quả, thay cho những sơ đồ 4-1-4-1 hay 4-2-3-1 trước đây của đội tuyển Việt Nam. Chính cái sơ đồ 5 hậu vệ cùng một lối chơi phòng ngự phản công đầy tinh khôn đã tạo nên hình ảnh một U23 Việt Nam tuyệt đẹp tại Thường Châu 2018. Sau thất bại, ở những giây cuối cùng, thấy các cầu thủ của mình cúi đầu buồn bã, thầy Park gọi họ lại và hét thật to: chúng ta đã nỗ lực hết mình, thế tại sao phải cúi đầu? Không việc gì phải cúi đầu cả. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ nói lên những điều lớn lao. Lửa của ông Park vẫn còn được giữ ngay cả khi kết quả không như ý, ngay cả khi mà ông thầy người Hàn cũng không tránh khỏi những nỗi buồn rất con người. Khi được hỏi bài học lớn nhất mà ông được học từ người thầy lớn Gus Hiddink là gì, ông Park cho biết: điều tôi tâm đắc nhất là ông ấy luôn nói, đối mặt với tình huống nguy hiểm thì là cách tốt nhất không phải là cách ngăn chặn nó, mà phải biến điều đó thành cơ hội của chính mình. Biến khó khăn thành cơ hội, biến thách thức thành chất xúc tác của thành công. Bước đầu, ông Park đã làm được cùng với bóng đá Việt Nam và hãy cùng hy vọng với những khó khăn dự kiến sẽ còn lớn hơn phía trước. Và gần nhất là ASEAN 2018 hay AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay, ông Park Hang-seo rồi sẽ lại biến chúng thành những cơ hội vươn mình lớn hơn cho bóng đá Việt Nam. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.